Bị cáo trốn khỏi tòa án, vung dao đe dọa cảnh sát. Trung giật còng số 8 rồi bỏ chạy ra khỏi tòa án khi phiên xử sắp diễn ra. Bị cáo lấy dao trong quán ăn đe dọa cảnh sát và những người truy đuổi mình. Ngày 20 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Trung, 37 tuổi, trú phường La Khê, quận Hà Đông, về hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử. Theo cảnh sát, Trung có 2 tiền án. Tháng 11/2011, anh ta bị công an quận Hà Đông xử phạt hành chính do tàng trữ ma túy. Tháng 6/2012, tòa án nhân dân quận Thanh Xuân xử phạt Nguyễn Văn Trung 3 năm tù về các tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Đến tháng 7/2017, Trung tiếp tục lĩnh 8 tháng tù về tội trộm cắp tài sản sau bản án của tòa án nhân dân quận Thanh Xuân. 2 năm sau, Trung bị công an Hà Đông điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trong lúc tại ngoại, anh ta gây ra vụ đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng nên bị bắt tạm giam. Sáng 18 tháng 6, trại tạm giam số 2 công an Hà Nội trích xuất, dẫn giải Trung và 6 bị cáo đến bàn giao cho công an quận Hà Đông để áp giải vào tan quận Hà Đông tham gia xét xử vụ một số án hình sự. Sau khi tiếp nhận các bị cáo, công an quận phân công tổ công tác dẫn giải 7 bị cáo đến nơi xử án. Khoảng 9:30 cùng ngày, xe thùng chở Trung và các bị cáo đến sân tòa án quận. Thừa lúc cảnh sát mở một bên khóa còng số 8 để phân bổ các bị cáo vào các phòng, Trung giật còng khi vẫn còn khóa bên tay phải rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng hô hoán rồi cùng người dân truy đuổi. Trung chạy vào một quán ăn cách tòa khoảng 30m rồi lấy 2 con dao, đe dọa những người xung quanh rồi tẩu thoát. Nguyễn Văn Trung bị Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hà Đông truy tố về các tội đe dọa giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng quy định tại Điều 133 và Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Theo luật sư Nguyễn Minh Long, đoàn luật sư Hà Nội, khoản 1 điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự quy định nếu bị cáo trốn trước khi mở phiên tòa thì hội đồng xét xử tạm đình chỉ vụ án và yêu cầu cơ quan điều tra truy nã bị cáo. Sau khi nhận được văn bản của tòa án, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã bị can, bị cáo và gửi thông báo quyết định truy nã theo quy định tại Điều 161 Bộ luật tố tụng hình sự. Nếu sau thời hạn 1 tháng kể từ ngày có văn bản yêu cầu nhưng chưa bắt được người bỏ trốn, cơ quan điều tra thông báo cho tòa án để tòa xem xét đưa vụ án ra xét xử vắng mặt người bị truy nã. Đối với trường hợp bị cáo Nguyễn Văn Trung, luật sư cho rằng hành vi này đã cấu thành tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử. Theo Điều 386 Bộ Luật Hình sự, Trung có thể đối diện mức án lên đến 10 năm tù.